Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Đó Đây. Sau mình hỏi là mỗi khi gặp một điều gì đó không may mắn ở trong cuộc sống thì bạn sẽ làm gì? Hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Bạn thân mến, nếu như thông thường thì những người không may mắn mắc phải những căn bệnh quái gở, khiến cho cơ thể trở nên khác biệt và dị hợm hơn so với mọi người, luôn bị người đời cho rằng sẽ chẳng làm được điều gì nên hồn cả. Tuy nhiên thì ở trên đời này có rất nhiều những số phận trớ trêu, nhưng chính nhờ vào nghị lực sống đã biến họ trở thành những nhà rất là tài năng và khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ. Vậy thì đó là những ai? Thì trong video của ngày hôm nay thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu về 7 người kỳ quặc độc lạ nhất ở trên thế giới nhé! 7 người kỳ quặc và độc lạ nhất ở trên thế giới. Và đầu tiên, đó chính là chàng trai đầu ngược. Nếu bạn hỏi tôi khi có một cuộc đời kém may mắn nên lấy động lực từ đâu thì đây, chính chàng trai phi thường này sẽ giúp cho bạn tìm ra lý tưởng sống của mình. Bởi nếu sinh ra cũng giống như bao người bình thường khác ở trên thế giới này, vậy là bạn đã may mắn hơn chàng trai này rất nhiều rồi đấy. Chàng trai Claudio Vieira de Oliveira đến từ Monte Santo, bang Bahia của Brazil. Tuy khi mới sinh đã gặp phải chứng bệnh hiếm có, tên là arthrogryposis, viêm dính đa khớp bẩm sinh và khiến cho anh có một cơ thể với phần đầu bị lộn ngược ra phía sau, chân tay thì biến dạng như Claudio không hề than trách đời, mà thay vào đó, tự mình luyện tập cách gõ bàn phím bằng một cây bút ngậm trong miệng, sử dụng điện thoại và chuột máy tính bằng môi, thậm chí còn tự mình viết ra một cuốn sách có tên là Thế giới không theo cách nó vẫn thế, đã được vinh danh tại triển lãm nghệ thuật thành phố Sao Paulo. Chưa dừng lại ở đó thì tên tuổi của Claudio càng trở nên nổi như cồn khi anh trở thành một diễn giả nổi tiếng truyền cảm hứng cho rất nhiều sinh viên. Mặc dù thì sinh ra không hề may mắn, nhưng với tinh thần nghị lực bậc nhất trên thế giới đã giúp cho chàng trai này vừa là một kế toán giỏi, vừa là một diễn giả nổi tiếng khiến cả thế giới phải nể phục. Vậy nên, đừng vì chút khó khăn hay là trở ngại mà tự ti vào bản thân, hãy luôn hướng tới phía trước và cố gắng nhé! Và để chúc cho chàng trai này và chị chúng ta có một tương lai tốt đẹp hơn thì bạn hãy comment một lời chúc xuống phía bên dưới nhé. Và thứ hai là người phụ nữ xấu nhất trên thế giới. Velasquez Lizzy sinh ra tại Texas của Mỹ với thân hình gầy gò, chỉ có 3 dọc xương. Cô bị mọi người đặt cho biển xanh không hề vui vẻ gì cả. Người phụ nữ xấu nhất trên thế giới. Tuy nhiên, cái điều đau đớn nhất thì không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là cách những người xung quanh đối xử với cô. Từ lúc sinh ra đã mắc 2 chứng bệnh hiếm gặp là rối loạn di truyền và rối loạn chuyển hóa mỡ. Cô không thể tăng cân dù ăn rất là nhiều. Vì vậy thì ngay từ khi còn bé, Velasquez nhớ như in những đứa bạn cùng lớp đã giật mình và sợ hãi như thế nào khi nhìn thấy cô. Thậm chí thì ngày nào Lizzy cũng bị trêu ghẹo và bắt nạt vì vẻ ngoài quái dị của mình. Nhưng bỏ qua mọi mặc cảm ở trong cuộc sống, Velasquez đã đứng lên, tự mình vượt qua số phận với vẻ ngoài tự tin, yêu đời. Và hiện giờ cô đã trở thành một trong những diễn giả nổi tiếng nhất ở nước Mỹ, đi khắp nơi để truyền bá thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, để làm lan tỏa nghị lực và truyền cảm hứng cho mọi người thông qua câu chuyện về cuộc đời của mình. Cậu bé có bàn tay to lớn nhất trên thế giới. Do mắc phải hội chứng Macrodactyly, hay còn được gọi là triệu chứng bàn tay phát triển ngoại cỡ, cậu bé 8 tuổi Mohammad Kalim sống ở bang Jharkhand, miền đông của Ấn Độ. Em sinh ra với đôi bàn tay và cánh tay to bất thường. Đến nay thì bộ phận này đã nặng tới 13 cân. Với 2 bàn tay to như chân voi thì cậu bé không thể thực hiện những việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như là ăn uống, tắm hay là mặc quần áo vân vân. Chính vì vẻ ngoài kỳ dị của mình đã khiến cho Kalim thường xuyên bị bạn bè bắt nạt và thậm chí còn bị nhà trường từ chối giảng dạy vì cho rằng bàn tay của em khiến những đứa trẻ khác sợ hãi. Nếu là bạn thì bạn có dám đi học chung với đứa bạn như thế này hay không? Hãy comment yes hoặc là no xuống phía bên dưới nhé! Và không những thế thì gia đình Kalim cũng chịu sự dè bỉu và chỉ trích từ những dân làng mê tín dị đoan, bởi người ta tin rằng bàn tay khổng lồ của Kalim là hậu quả của một lời nguyền, thậm chí còn đặc biệt dành cho cậu là đứa con của quỷ. Với mức lương lao động chân tay ít ỏi mỗi tháng, khoảng 500.000 đồng trên một người, cha mẹ của Kalim không thể chữa bệnh cho con. Tuy nhiên thì thật may mắn khi cậu bé đã được nhà hảo tâm giúp đỡ thực hiện ca phẫu thuật thu nhỏ bàn tay. Và sau khi trải qua 8 giờ giải phẫu, bàn tay cẳng tay của Kalim đã giảm bớt kích thước và các bác sĩ đã dự đoán nó không phát triển thêm nữa. Và thứ tư là diễn viên nữ nhỏ bé nhất trên thế giới. Jyoti Emgar, 15 tuổi, tới từ Ấn Độ, đã được kỷ lục Guinness ghi nhận là cô gái nhỏ nhất trên thế giới với kích thước của một đứa trẻ 6 tháng tuổi, cao khoảng 58cm và nặng khoảng 5 cân. Do mắc chứng bệnh mang tên là achondroplasia, loạn sản sụn và không bao giờ cao được nữa. Chính chiều cao và cân nặng khiêm tốn này đã khiến cho cô trở thành cô gái nhỏ nhất thế giới và nổi tiếng ở trên toàn cầu.
Thay vì buồn giàu thì Jyoti luôn tự hào về bản thân hình bé nhỏ của mình và thích thú với những sự quan tâm đặc biệt. Mặc dù thân hình tí hon, nhưng ẩn sâu bên trong đó là một con người vô cùng sâu sắc, khiến cho mọi người luôn coi cô như một nữ thần. Chính vì vậy thì Jyoti luôn thích được mọi người chú ý và mơ ước lớn nhất của cô chính là trở thành một diễn viên nổi tiếng. Và cuối cùng thì Jyoti đã tỏa sáng bằng chính sự khác biệt của mình. Cô đã được mời tham gia diễn xuất trong American Horror Story, series phim truyền hình của Mỹ. Hiện nay thì cái tên Jyoti đã trở thành cụm từ tìm kiếm rất đông đảo ở trên mạng. Đúng là tài không đợi tuổi và tài cũng chẳng phân biệt bạn là ai. Vậy nên, hãy cố gắng hết mình, theo đuổi đam mê rồi bạn sẽ sớm nhận lại được quả ngọt mà thôi. Bạn cảm thấy cô nàng tí hon của chúng ta có đáng khâm phục hay không? Hãy cùng để lại comment bên dưới nhé! Và thứ 5 là cô người mẫu nhăn nheo như bà lão. Nếu một ngày tỉnh dậy bạn phát hiện là da căng bóng của mình bỗng trở nên nhăn nheo, xấu xí thì sẽ như thế nào đây? Đó chắc hẳn là một cơn ác mộng không lối thoát. Tuy nhiên, với cô gái Sarah Gills hiện sống ở Los Angeles của Mỹ thì cơn ác mộng ấy lại theo cô suốt cuộc đời. Được chẩn đoán là mắc căn bệnh về da hiếm gặp có tên là hội chứng EDS, một căn bệnh gây ức chế khả năng sản xuất collagen của cơ thể, khiến cho da cô bị lão hóa sớm, chảy xệ, nhăn nheo khi mới lên 10 tuổi. Và đây cũng là lý do khiến cho Gills nhìn như bà lão dù cô mới chỉ có 26 tuổi. Thế nhưng, mặc kệ bị người khác cười cợt, cô quyết tâm bước vào nghề người mẫu, quyết cho thế giới thấy rằng cô không có gì phải xấu hổ cả. Cô coi chính khuyết điểm này là một nét đẹp chẳng ai có thể đụng hàng. Chính nhờ vậy mà cô người mẫu kỳ dị này đã trở thành một trong những model đặc biệt nhất showbiz. Không những thế thì nhờ vào 60.000 người theo dõi trên Instagram, cô gái này đã trở thành nguồn động viên rất lớn đến những con người có ngoại hình không hoàn hảo giống như mình. Mình cảm thấy cô gái này nghị lực thật sự các bạn nhỉ? Nếu là mình thì chắc suốt ngày chỉ ôm chăn nằm khóc thôi chứ ra ngoài còn không dám. Nói gì đến việc tự tin làm người mẫu nổi tiếng như vậy. Và thứ 6 là cô gái mắc kẹt ở trong thân xác trẻ con. Nếu như một cơ thể mãi không thể lớn lên đã khiến nhiều người cảm thấy bất tiện, thì với cô gái này, không những sở hữu vẻ ngoài mãi là một đứa trẻ, mà một căn bệnh có tên là hội chứng Hallermann-Streiff còn khiến cô trở nên dị dạng bất thường. Thậm chí thì cô cũng gặp vấn đề về tim, dạ dày, phổi, làm cho cơ thể suy yếu và cần phải máy trợ thở khoảng 12 tiếng trên một ngày. Đó chính là câu chuyện về cô bé Michelle Kish. Cô hiện đang sống tại Illinois của Mỹ. Mặc dù mắc phải hội chứng hiếm gặp, cả thế giới chỉ có 300 trường hợp, khiến cho cuộc sống của cô trở nên cực kỳ khắc nghiệt và khiến cô phải gắn liền với bệnh viện như một ngôi nhà thứ hai. Tuy nhiên, nếu nhìn thấy cô bé thì chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được một sự tin tuyệt vời luôn luôn hiện lên gương mặt nhỏ bé này. Michelle luôn làm cho người xung quanh phải nể phục bởi nghị lực và tinh thần tích cực đối với cuộc sống của cô. Và cũng như nhiều người cô gái khác, Michelle rất thích chơi piano, lướt mạng, chơi game và vui chơi cùng chú chó Pepper của mình. Bạn thấy cô gái này tuyệt vời chứ? Chỉ cần nhìn thấy nét mặt vui vẻ ấy thì cũng khiến chúng ta tin rằng trên thế giới này còn rất nhiều điều tươi đẹp đúng không nào? Và nếu yêu thích Michelle, hãy dành tặng một like cho cô ấy nhé! Người phụ nữ có cổ dài nhất. Nếu như những chú hươu cao cổ được trời phú cho chiếc cổ dài để dễ dàng kiếm ăn, thì những người phụ nữ Kayan sống tại thị trấn Bagan cũ của thành phố Bagan, Myanmar trông cực kỳ khác lạ với cổ dài loàng hoàng, không giống như những dị nhân cổ dài khác ở trên thế giới là do mắc bệnh, mà ở đây cổ dài đơn giản là do họ tập luyện bằng cách đeo 25 chiếc vòng với khối lượng nặng tới 10 cân ở trên cổ. Chính vì vậy thì chiếc cổ của những dị nhân này có thể dài tới 40cm. Hủ tục này đã khiến nhiều người gặp không ít khó khăn và cũng thường xuyên cảm thấy chóng mặt và mất thăng bằng. Nhưng họ lại coi đây là niềm tự hào dân tộc, bởi theo quan điểm của nơi đây, cổ càng cao thì càng thể hiện vẻ đẹp cao quý và sự giàu có của gia đình. Đúng chất khoe của, nhưng ở một cái đẳng cấp level max anh em nhỉ.